theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Nhưng không sao cả, vẫn không một ai phải nằm lại. Đó là điều đáng mừng với LG Divide. Chỉ cần một vòng bò lệch đi hoàn toàn thôi thì các team họ phải sử dụng cho mình rất nhiều những phương tiện để di chuyển ở trên bản đồ. Và bây giờ thì LG Divide, JN lại bị bắn rụng mất rồi. Đó là S-Fit Attack on the round. Thôi đừng các anh ơi, để cho bọn tôi đi đi. Tầm này thì LG Divide có lẽ là họ sẽ tạm thời giữ lại khu vực nhà ở trên đồi núi này. Nhiều khi có những tình huống xử lý như vậy sẽ là rất vất vả nha. Nhưng đây là khu vực nhà vệ sinh mà Long Ca đang đứng. Division X Gaming, cơ hội farm điểm của chúng ta tới rồi. Và Long Ca đang sấy một bằng Long Ca. Fergus kết thúc đi được đội hình của bên phía team Ants với sự hỗ trợ của Long Ca. Top 16 dành cho Ants ở trong game thi đấu này. Nào, Long Ca đã lại lên tiếng rồi. Ở một đâu đó trên góc bản đồ, Long Ca có mạng của mình bên phía team TSG. Và TSM thì họ cũng đã phát hiện ra được vị trí của bên phía team Dam Won rồi. Trong khi đó thì 4AM, Xlu hạ gục đi được một thành viên của bên phía team K7 và đang chờ đợi một tình huống confirm kill. Còn với team Soviet cùng với Dam Won thì đang phải đối đầu với nhau và Kaylee vừa nằm xuống. Nhưng bất ngờ thì các thành viên của DVX họ gạt đi những cái tên đến từ K7 Esports. Còn Dam Won cũng vậy, đang phải đối đầu với team Solomid ở đây. Indigo sấy cực kỳ tín chỉ, không sao hết, Dam Won chỉ bắt một người mà thôi. Còn team Solomid lúc này còn lại một mình và anh ta thoát đi được như thế nào đây? Liệu có phải là một tình huống clutch hay không? Hay sẽ là một cái kết đi cùng với những người đồng đội mình? Indigo đang chủ động muốn đẩy lên. Flash được búp ra và Indigo bắt cái tên cuối cùng của team Solomid và kết thúc team Solomid ở vị trí top thứ 14 mà thôi. Những cái điều đáng mừng hơn hết ra vừa thấy DXG họ vừa gặt thêm một đội tuyển nữa và đem về những con số kill về cho mình. Bây giờ thì team Liquid, GMG hạ gục được một thành viên của bên phía team T1 rồi. Hungry Man họ cũng đang muốn tham gia vào tình huống combat này vì họ có thể là người đem về được lợi thế nha. Bị mất tập trung và Lu là người hạ gục đi được đang chê. Nhưng chúng ta đã mất đi vị trí của Nikki của LG Divide rồi vì một thành viên của Na'Vi đã có thể đơm được. Vâng. Tiếp tục là những quả nết tốt đến từ bên phía team Liquid. Thêm một quả nết nữa có góc này. Adder sắp đi rồi nhưng mà Aquafire cũng đi được Xlu đằng sau lưng. Trong khi đó thì VP Hiruzen nằm xuống bởi các thành viên của bên phía team Liquid thì phải. Vâng, Adder cùng với đó là Aquafire liên tiếp phải nằm xuống. Và Zen họ kết thúc thành viên cuối cùng của Hungry Man ở vị trí thứ 12. Đang thấy ở phía vòng trắng rất nhiều team phải chơi với nhau, trong khi đó thì Indivis gần như là chỉ cần ở yên khu vực mình đang đứng thôi. T1 là cái tên tiếp theo dừng lại vị trí top thứ 11. Càng nhiều cái tên nằm xuống không phải DVX hay là LG Divide thì đó là điều cực kỳ đáng mừng. Còn LG Divide lúc này thì sao? Jun bị bắt bởi giờ tát từ phía Na'Vi. Trời ơi, những chàng Na'Vi muốn kê chặt lại LG Divide mất rồi. Nhưng giờ tát cái tên tiếp theo của Na'Vi phải nằm xuống. Đổi mạng là cực kỳ nhanh. Thiên Ba dừng lại chỉ top 10 rồi. LG Divide hay DVX đều có cửa sáng giá để tiếp cận vào cái thượng cao. Nhưng ở kìa, một cái top 9 dành cho LG Divide mà thôi. Một tình huống giao tranh mà rất có thể khó đoán biết được rằng ai sẽ phải nằm lại. Mở cánh tới từ cây le và bây giờ thì tầm nhìn của cây le đang là rất rộng và kickstart cũng đã yếu máu hơn. Muốn ép lên hay không đây, nhưng quả flash vừa rồi đã khiến cho vị trí của cây le choáng. Như vậy thì vị trí của Sinboy cũng như là Bon Edge knock out được hai player bên phía của team Kia. Vâng, các thành viên của Dam Won Kia, liệu họ có xếp được thành viên cuối cùng của Seong Jang để có thể kéo thêm top thêm điểm hay không mà thôi. Để mà nói bây giờ đem được về thêm một cái top 1 nữa thì số điểm của họ sẽ còn tăng lên được cao hơn nữa. Như vậy thì Dam Won Kia đã có cho mình mạng của... không phải là Dam Won mà lại là của Zen chứ không phải là Dam Won rồi. Zenith tưởng chừng như họ đã có nhiều lợi thế hơn nhưng bây giờ cũng đang dần gãy rồi. Và Long Ca bắt được một anh chàng từ phía Attack on Round. Zayer nằm xuống, Long Ca lộ vị trí ra rồi, máu còn quá thấp, không thể được nữa rồi. Rồi đã gạt thêm được cái tên Smithy. Anh ta cần hồi lại lượng đạn mình, máu còn lại 2 chấm nhưng còn thời gian để hồi. Nhưng không được nữa rồi, dàn cú up công lên. Cái kết cho Long Ca và cũng như cái top 4 dành cho DVD Gaming. Không sao cả, đó là một thứ hạng tốt cũng như là số điểm cứu đem về ổn áp. Còn với những thành viên còn lại của các team thì sao đây? Attack on Round cứu được một người lên rồi và họ sẽ cần thời gian nhiều hơn nữa. Gian Coop bị bắn yêu máu từ phía Zenith. Team Liquid có lẽ sẽ là team mà hưởng cái lợi thế ngương đắc lợi ở đây. Kickstart công lên hơi sâu, không có gì để che chắn cả. Zayer vẫn chưa cứu lên, Kickstart nằm xuống bởi Zem. Shinobi nằm xuống, Zenith dừng lại chỉ top 3. Hai cái đơ nhưng có lẽ không kịp được nữa rồi, Team Liquid đang đẩy lên cao hơn.
Nết được trả lên, rất nhiều đồ đã được trả lên bởi team Liquid. Và lượng máu Wise sẽ bị trừ đi đây, nhưng quả nết này có thể scout đi vị trí của Gem cũng như là Jayer. Hai nết nhồi vào và Jayer vẫn có thể sinh tồn được. Jayer vẫn có thể được cứu lên. Smoke bắt đầu được trả ra nhưng không được nữa rồi. Jayer nằm xuống với quả nết của Mercy. Ui, những quả nết phải nói là quá tốt đến từ vị trí của Mercy cũng như là Jayem. Đã xử lý tốt trong round thi đấu này. Top 1, 11 kill dành cho các thành viên của bên phía team Liquid.